Chào quý vị và các bạn, hiện tại thì Vũ Thượng báo Dân Việt đang có mặt tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Thì 18 tháng 5 này thì tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức môn Karate-do trong khuôn khổ SEA Games 31. Và hiện tại thì trong khuôn viên bên ngoài nhà thi đấu thể thao Ninh Bình thì đang có rất là nhiều bức tranh ảnh được trưng bày ở đây. Những bức tranh thì được ban tổ chức trưng bày ở phía ngoài của nhà thi đấu. Đây là những tác phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thì mời các bạn cùng tham quan, cùng chiêm ngưỡng cả nhà nhé. Bên trong nhà thi đấu của tỉnh Ninh Bình thì được trang trí với những bức tranh rất là đẹp. Đây là triển lãm những bức tranh. Trước mặt các bạn đang theo dõi, đây là nhà sơ đồ nhà thi đấu của tỉnh Ninh Bình.